kính thưa quý vị, ngày hôm nay, ngày 20 tháng 10, thống đốc tiểu bang California đã đưa ra thông báo cùng với những hướng dẫn cho phép các quận hạt nằm trong ngạch màu cam có thể tổ chức các hoạt động thể thao tại các sân vận động ngoài trời và trường đua. Tuy nhiên vì tỷ lệ ca nhiễm COVID-19 trên khắp nước Mỹ đang dần tăng cao và đặc biệt là khi chúng ta đang bước qua mùa đông thì rủi ro lây nhiễm của COVID-19 sẽ càng cao hơn. À, do đó là khán giả cho các à, à, cuộc thể thao chuyên nghiệp cũng như là các hoạt động thể thao ngoài trời sẽ không được cho phép tại quận hạt Santa Clara. À, cho nên là bây giờ ngay ngay tại thời điểm này thì à, quận hạt Santa Clara sẽ không có gì thay đổi trong lệnh mới của quận hạt được ban hành vào ngày 5 tháng 10. À, nếu quý vị muốn biết thêm chi tiết về lệnh mới này thì hãy lên trang mạng của quận hạt Santa Clara vào à, www.sccgov.org à, gạch chéo CV19 gạch ngang Việt. À, tôi là Khánh Thi, là nhân viên truyền thông của quận hạt Santa Clara. Xin cảm ơn.